Dương Hậu chim chào quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay từ thiện ngã bảy, Dương Hậu cùng bé Trúc trở lại gia đình của Khải ở phường Hiệp Thành, thành phố ngã bảy, trao tiền của quý nhà hảo tâm cho Khải. Đây, ở phường Hiệp Thành, Khải là trụ cột gia đình, nhưng mà sau khi bị bệnh bú cổ di căn thì gia đình không có tiền mổ được hai. Đây, hôm nay cũng Dương Hậu trở lại. Thưa dì ba khỏe không dì ba? Khỏe. Hôm nay qua bài đăng của từ thiện ngã bảy thì Dương Hậu cũng trở lại trao tiền của quý nhà hảo tâm cho Khải, thì gồm có Quỳnh An An 200.000, chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ 2.000.000, Úc Phạm 200.000, Hằng Phước Nhật 500.000, Chi Triệu 500.000, Em Dân 200.000, Hồ Kha Thì 820.000, Hồng Quyên 200.000, chị Kim Trần 500.000, Xung Lâm 500.000, Kiều Trần 500.000, tổng số tiền được 26.120.000, giúp cho Khải tiếp tục mổ lần 2. Bé Trúc ơi, con vô cho tiền đi bé Trúc. Đây là số tiền đợt 2, 6.120.000 của quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Đây, 6.120.000 ha. Và sau khi nhận tiền, nó gì có gửi lời xin bà gì? Tôi cũng thành thật cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã giúp cho con tôi có số tiền trị bệnh mổ đợt 2. Yeah. Số tiền này đối với tôi, gia đình tôi rất là khá nhiều. Tôi thành thật cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Chúc các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước dồi dào sức khỏe, bình an. Cảm ơn. Dương Hậu cũng chúc dì ba sống lâu trăm tuổi ha. Dạ, cảm ơn. Đây là Khải, một trụ cột gia đình mà sau khi bệnh thì không có đi làm, thất nghiệp ở nhà. Thì trong mùa dịch Covid nhưng mà quý nhà hảo tâm vẫn hỗ trợ kịp lúc kịp thời số tiền là 6.120.000. Cháu tên gì? Sau khi quý nhà hảo tâm giúp cho ba cháu, cháu có gửi lời gì không? Con cảm ơn các nhà hảo tâm giúp cho ba con. Đây là Khải 46 tuổi, sau khi di căn thạch cổ ung thư thì cũng được các nhà hảo tâm. Dương Hậu xin cảm ơn em Quỳnh An An, chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ, Úc Phạm và Hàn Phước Nhật, Ý Chi Triệu ở Canada, và em Dân Hồ Kha Thì ở Canada, Hồng Quyên và chế Kim Trần Úc Châu, Xuân Lâm ở Cần Thơ và Kiều Trần. Thì Dương Hậu cũng chúc quý vị ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây là việc làm công đức vô lượng khi giúp cho người bệnh tật khó khăn không tiền chữa trị. Đây là ca mổ thứ hai, Dương Hậu cũng chúc Khải mổ thành công. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.